Chào mừng các bạn đến với cửa hàng Pet Stock. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại thức ăn mới của thương hiệu Hikari. Đó là thức ăn Shinkin Silit Gold. Shinkin này là chìm, Silit là cá họ Silit, Gold này bình thường mình nghĩ nó có màu vàng, nhưng mà thật ra tất cả các loại thức ăn tăng màu, lên màu cho cá thì nó đều có chữ Gold. Như vậy thức ăn này là thức ăn lên màu hay là tăng màu cho cá họ Silit dạng chìm. Ở đây nó có chú thích này các bạn. Được phát triển, khẩu phần được phát triển để tăng màu cho cá họ Silit, làm tăng màu nhanh. Làm tăng kích thước, mùi vị thì thơm ngon, protein cao, carnivorous. Carnivorous này là cái loại ăn động vật hay là ăn thực vật gì đó. Cá này thì mình nghĩ là ăn ăn thực vật. Rich, nutrient rich, yet one cloud water, có nghĩa là không làm vắng vẫy đục nước. Cái này là medium pellet, viên trung bình, kích thước là từ 5 cho tới 5.5 mm, dạng là dạng chìm, 342 gram. Tốt cho tất cả các loại cá silit và cá nhiệt đới. Ở đây thì khi mình khui hộp, mình sẽ dùng kéo cắt ở chỗ này. Press zipper to close. Thì phía ở dưới này nó có cái zipper, mình có thể bóp lại để bịt kín cái túi thức ăn sau khi mình cho cá ăn. Thức ăn này có rất là nhiều loại size này, như là mini Eiger Waffle, là cái loại này là viên cho cá nhỏ. Tiếp theo là viên cho cá nhỏ mà lớn hơn chút, rồi viên cho cá trung bình. Như vậy là cái bịch của mình hiện giờ là medium pellet, là cái loại lớn nhất. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy bấm like và bấm chia sẻ cho mọi người cùng xem. Bye bye.